Xin chào, hôm nay Biên Hồ lại quay trở lại với quý anh chị trong series review các cái tuyến đường của thành phố Biên Hòa. Hôm nay Biên Hồ xin gửi đến quý anh chị video review cái tuyến đường Thân Nhân Trung, thành phố Biên Hòa. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng đi thôi. Tuyến đường Thân Nhân Trung có chiều dài 3 km, bắt đầu từ ngã ba giao với đường 768, chạy thẳng tới điểm giao là đường Nguyễn Ái Quốc và điểm cuối. Cái tuyến đường này thì chạy qua hai địa bàn là phường Trảng Dài và phường Hố Nai của thành phố Biên Hòa. Tuyến đường Thân Nhân Trung là trục chính huyết mạch giao thông đi lại giữa hai phường là Trảng Dài và Hố Nai. Trên cái tuyến đường này thì là trục chính xuyên qua chợ Thanh Hóa, là một trong 4 chợ lớn nhất của phường Trảng Dài. Việc chạy qua chợ Thanh Hóa, chính vì vậy mà khu vực chợ Thanh Hóa thì thường là xảy ra kẹt xe, đặc biệt là các giờ cao điểm như là giờ đi làm buổi sáng, buổi tầm trưa và những cái lúc tan ca của buổi chiều. Đường Thân Nhân Trung thuộc phường Trảng Dài thì có mặt tiền rộng khoảng 7-8 m, còn phía phường Hố Nai thì có lòng đường là nhỏ hơn, đặc biệt là càng gần Nguyễn Ái Quốc thì lòng đường càng nhỏ và có đoạn chừng chỉ 3-3,5 m, tạo thành cái nút thắt cổ chai mà chỉ có lọt được một chiếc xe ô tô, nên là giờ cao điểm thì việc đi lại cực kỳ khó khăn và xảy ra tình trạng là kẹt xe. Cùng cập nhật cái bảng giá lên thổ cư của tuyến đường Thân Nhân Trung thì tuyến đường Thân Nhân Trung này được chia làm hai đoạn. Đoạn 1 từ đường Nguyễn Ái Quốc đến suối Săn Máu thì giá vị trí 1 là 16 triệu đồng trên 1 m². Vị trí 2 là 7 triệu đồng trên 1 m². Vị trí 3 là 4,2 triệu đồng trên 1 m² và vị trí 4 là 3,3 triệu đồng trên 1 m². Đoạn thứ hai từ suối Săn Máu cho đến đường Nguyễn Đại Học, hay là còn gọi là đường 768, thì giá đất ở vị trí 1 là 15 triệu đồng trên 1 m², vị trí 2 là 7 triệu, vị trí 3 là 4,2 triệu và vị trí 4 là 3 triệu đồng trên 1 m². Đoạn cầu suối Máu là ranh giới hành chính giữa hai phường là phường Trảng Dài và phường Hố Nai. Vào mùa mưa thì đi qua đây thì chúng ta thấy là việc cái đoạn suối này rất là nhiều nước chảy qua và người dân là phải làm rào chắn hai bên để phòng chống là nước dâng cao và cuốn trôi người và xe. Nhìn chung thì dân cư tập trung hai bên đường Thân Nhân Trung này khá là đông đúc, nhưng mà mặt tiền đường Thân Nhân Trung này thì đa phần là nhà cấp 4 và nhà cũ. Nhiều chỗ thì còn cỏ dại mọc rất là nhiều nên là cảnh quan của tuyến đường này thì không được đẹp. Các sản phẩm xung quanh cái tuyến đường này thì đa phần là sản phẩm là đất và nhà sổ chung và giá cũng khá là đa dạng, từ mấy trăm cho đến là sản phẩm tiền tỷ. Còn cái sản phẩm mà sổ riêng thì đa phần là những sản phẩm sổ riêng và đất trồng cây lâu năm, rất là ít các cái sản phẩm mà sổ riêng thổ cư. Đây là những hình ảnh thực tế của tuyến đường Thân Nhân Trung này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video review các cái tuyến đường của thành phố Biên Hòa tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.